Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình thời sự của thành phố Bảo Lộc. Mở đầu chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chính như sau. Hội nghị quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về an toàn giao thông. Thành phố Bảo Lộc tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021. Ra mắt câu lạc bộ bóng đá nữ đầu tiên tại thành phố Bảo Lộc. Phần cuối chương trình xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết Niềm vui lên đường nhập ngũ. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 3 tháng 3 năm 2021 tại Hội trường Thành ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Trần Trung Hiếu, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng và đồng chí Nghiêm Xuân Đức, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Bảo Lộc. Hội nghị với sự tham dự của hơn 130 cán bộ, hội viên phụ nữ đến từ 6 huyện thành phố phía Nam. Tại hội nghị, đồng chí Trần Trung Hiếu, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng đã quán triệt các nội dung quan trọng của nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 11 tới các cán bộ, hội viên phụ nữ, nêu lên những kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 10, quan điểm, mục tiêu đại hội lần thứ 11 đến năm 2025, các mục tiêu cụ thể của nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội 5 năm từ 2020 đến năm 2025 và các nhiệm vụ giải pháp cụ thể để thực hiện mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội và công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2020-2025. Với những quan điểm, mục tiêu mà nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 11 đã đề ra, các cán bộ, hội viên phụ nữ cần phát huy vai trò, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của nghị quyết đại hội. Từ đó, các cấp hội phụ nữ cần xây dựng chương trình hành động gắn với mục tiêu, các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp trong nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời xác định vai trò, trách nhiệm của hội trong việc triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đảng các cấp. Đồng thời, các cấp hội cần tăng cường đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, chú trọng thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, chủ động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội mà tỉnh Lâm Đồng đã đề ra. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức hội nghị trực tuyến đột xuất về an toàn giao thông 2 tháng đầu năm 2021 để bàn và đề ra các giải pháp nhằm tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong những tháng cuối năm. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Phạm S. chủ trì hội nghị. Báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh cho thấy, mặc dù ngay từ đầu năm, Ban An toàn Giao thông tỉnh cũng như các sở, ngành, địa phương đã ban hành nhiều giải pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhưng 2 tháng đầu năm 2021, từ ngày 15 tháng 12 năm 2020 đến 28 tháng 2 năm 2021 trên địa bàn tỉnh, tình hình tai nạn giao thông có những diễn biến vô cùng phức tạp. Toàn tỉnh đã xảy ra 36 vụ tai nạn giao thông, làm 25 người chết, 21 người bị thương, tăng 17 vụ so với cùng kỳ năm 2020. Xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên quốc lộ 20, đèo Bảo Lộc, khu vực cửa ngõ vào thành phố Đà Lạt, gây nhiều thiệt hại về con người và tài sản. Hội nghị đã dành phần lớn thời gian để Ban An toàn Giao thông các địa phương, ngành giao thông, công an tỉnh báo cáo, chỉ ra những nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ tai nạn giao thông tăng đột biến và nêu kiến nghị, đề xuất để tăng cường hơn nữa công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tại hội nghị, các địa phương có nhiều kiến nghị và đề xuất nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn để có thể đạt mục tiêu nhằm kéo giảm cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Ban An toàn Giao thông tỉnh. Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Phạm S. đã nhắc nhở 6 địa phương có tỷ lệ tai nạn giao thông tăng cao trong 2 tháng đầu năm và nhấn mạnh các địa phương này cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, xem xét các nguyên nhân xảy ra tai nạn và có kế hoạch cụ thể để khắc phục tình trạng này. Đồng thời cũng đã đề ra một số nhiệm vụ chính cần thực hiện, đó là quan tâm và đẩy mạnh hơn nữa công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn, kịp thời rà soát các nguyên nhân xảy ra các vụ tai nạn giao thông trên địa bàn để sớm có biện pháp khắc phục, tăng cường công tác tuần tra khép chặt trên địa bàn, bố trí lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra, trực chốt 24/24 ở những cung đường có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao, sớm lắp đặt các màn hình LED cảnh báo về tai nạn giao thông, sớm xây dựng dự toán báo cáo cơ quan có thẩm quyền để lắp đặt camera giám sát giao thông trên các tuyến đèo thời gian qua thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức chấp hành luật giao thông trong các tầng lớp nhân dân, rà soát lại toàn bộ hệ thống biển báo đường bộ, thiết bị hỗ trợ về an toàn giao thông trên quốc lộ, nhanh chóng khắc phục tất cả các điểm đen hiện còn tồn tại trên các tuyến quốc lộ.
Sáng ngày 3 tháng 3 năm 2021, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao, thành phố Bảo Lộc đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021. Đến dự có các đồng chí Du Trường Giang, Phó Chỉ huy Quân khu 7, đồng chí Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Văn Triệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc và đồng chí Đoàn Kim Đình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc đã đến động viên và tặng quà các tân binh trước giờ lên đường làm nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nên việc tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021 được tổ chức ngắn gọn, an toàn, hạn chế tối đa người dự lễ, tuy nhiên vẫn đảm bảo trang trọng. Đợt giao nhận quân này, thành phố Bảo Lộc có 100 thanh niên lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó có một tân binh là đảng viên, 10 tân binh có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp và 11 tân binh người đồng bào dân tộc thiểu số. Các tân binh lên đường nhập ngũ được giao về hai đơn vị gồm 95 tân binh về tại Học viện Lục quân và 5 tân binh về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng. Thành phố Bảo Lộc là quê hương có truyền thống yêu nước, trong lịch sử hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dân các dân tộc thành phố Bảo Lộc đã anh dũng chiến đấu, lao động, sản xuất, góp phần cùng cả nước giành độc lập, tự do, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Đã có hàng vạn người con ưu tú của quê hương tình nguyện lên đường bảo vệ Tổ quốc. Phát huy truyền thống đó, hàng năm, thanh niên thành phố cùng với thanh niên cả nước lại hăng hái lên đường làm nghĩa vụ vinh quang, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Phát biểu tại buổi lễ giao nhận quân, đồng chí Nguyễn Văn Triệu, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc đánh giá cao và cảm ơn sự phối hợp tích cực, trách nhiệm của các đơn vị nhận quân. Mong muốn các đơn vị cùng với chính quyền địa phương và gia đình công dân nhập ngũ tiếp tục theo dõi, giáo dục, rèn luyện để các tân binh trở thành những chiến sĩ tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng yêu cầu địa phương, các ngành chức năng, đoàn thể quan tâm, giúp đỡ các gia đình tân binh để xây dựng hậu phương vững chắc cho con em họ yên tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong những ngày đầu xuân Tân Sửu 2021, thành phố chúng ta đang triển khai công tác tuyển quân có những khó khăn nhất định do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID. Nhưng được sự lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, đặc biệt là vai trò tham mưu tích cực của cơ quan quân sự thành phố, có thể khẳng định rằng đến giờ phút này chúng ta cơ bản hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân năm 2021. Thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của các đồng chí. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo thành phố, chúng tôi xin cảm ơn những gia đình, những người cha, người mẹ đã có công sinh thành, nuôi dưỡng, giáo dục những người con yêu quý của mình, để hôm nay các bạn trẻ trở thành người chiến sĩ là nhiệm vụ vẻ vang của Tổ quốc. Lãnh đạo thành phố cũng đánh giá cao và cảm ơn sự phối hợp tích cực và đầy trách nhiệm của các đơn vị nhận quân, Học viện Lục quân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, và tin tưởng rằng các đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với cùng địa phương và gia đình theo dõi, giáo dục để các bạn trẻ nhanh chóng hòa nhập môi trường quân đội, ra sức học tập, huấn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, các hội đoàn thể từ thành phố đến xã phường có trách nhiệm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, quan tâm động viên giúp đỡ kịp thời những gia đình gặp khó khăn để các bạn trẻ yên tâm làm nhiệm vụ. Chúc thanh niên thành phố Bảo Lộc lên đường nhập ngũ luôn vững vàng chân bước, ra sức phấn đấu học tập, rèn đức, luyện tài, chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trân trọng cảm ơn. Đại diện cho công dân thành phố Bảo Lộc nhập ngũ năm 2021, tân binh Nguyễn Tấn Phong, phường 2, là một đảng viên tham gia nhập ngũ, khẳng định quyết tâm phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, ra sức học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị, đồng thời thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian nhập ngũ. Khi trở về tiếp tục tham gia xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp. Ngay từ khi nhận lệnh gọi nhập ngũ, chúng tôi đã xác định rõ nghĩa vụ thiêng liêng của mình đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, chúng tôi thường xuyên nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành, đoàn thể của địa phương, những người thân và bạn bè đã quan tâm động viên chúng tôi bằng cả vật chất và tinh thần. Đây là nguồn cổ vũ, động viên vô cùng to lớn, luôn thúc giục chúng tôi phải vững tay súng, làm tròn nhiệm vụ của người công dân đối với đất nước. Trước lúc lên đường đến đơn vị mới, chúng tôi xin hứa trước các cô, chú, lãnh đạo, địa phương cùng toàn thể bà con nhân dân và gia đình luôn an tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ, chấp hành nghiêm pháp luật của nhà nước, kỷ luật quân đội và những quy định của đơn vị, tích cực học tập,
rèn luyện, nâng cao trình độ nhận thức về mọi mặt, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ nhau trong huấn luyện, rèn luyện và phấn đấu đạt nhiều thành tích cao trong thời gian phục vụ trong quân ngũ. Dự lễ giao nhận quân tại thành phố Bảo Lộc, Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó Tư lệnh Quân khu 7 đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo cho công tác giao nhận quân tại thành phố Bảo Lộc, đảm bảo đúng chủ trương, quy trình nhanh gọn và an toàn công tác phòng chống dịch COVID-19 và tin tưởng các tân binh sẽ hăng hái phát huy tinh thần của anh bộ đội Cụ Hồ, ra sức học tập, rèn luyện, đóng góp công sức, trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc vinh quang mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. Kết thúc buổi lễ giao nhận quân, các đồng chí lãnh đạo Quân khu 7, tỉnh Lâm Đồng và thành phố Bảo Lộc đã tặng hoa, quà, đồng thời động viên các tân binh tiếp bước cha anh lên đường nhập ngũ, cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các biện pháp bảo đảm an toàn, sức khỏe cho tân binh được thành phố Bảo Lộc và các đơn vị nhận quân đặc biệt chú trọng. Vì vậy, trong ngày lễ giao nhận quân, nhân viên y tế đã tiến hành kiểm tra thân nhiệt, dịch tễ cho tân binh, phát khẩu trang y tế cho tân binh lên đường làm nhiệm vụ, phát khẩu trang y tế cho người dân đến đưa tiễn con em lên đường nhập ngũ, quán triệt hạn chế người dân tiếp xúc với tân binh trong lúc giao nhận quân. Đồng thời, trong suốt quá trình tổ chức lễ giao nhận quân, thành phố Bảo Lộc đã tổ chức thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho các đại biểu như đeo khẩu trang, sát khuẩn, hạn chế tụ tập đông người. Cũng như trước đó, trong công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố đã tổ chức phun xịt sát trùng toàn bộ khu vực Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố, nơi diễn ra lễ giao nhận quân để đảm bảo an toàn cho các tân binh và đại biểu cũng như nhân dân tham gia lễ giao nhận quân. Trong không khí tưng bừng, phấn khởi của những ngày đầu xuân Tân Sửu 2021, nhằm động viên khích lệ cho thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ, Đoàn Thanh niên xã Lộc Châu đã phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự xã, tổ chức gặp mặt, giao lưu với các thanh niên lên đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong tổng số 100 thanh niên nhập ngũ năm 2021 của thành phố Bảo Lộc, xã Lộc Châu có 13 thanh niên hội đủ các điều kiện về sức khỏe, lý lịch tham gia nhập ngũ đợt này. Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo chính quyền xã Lộc Châu đã phát biểu động viên và gửi gắm niềm tin, mong muốn các đồng chí thanh niên khi bước vào môi trường quân đội cố gắng giữ gìn và phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, chăm chỉ học tập, rèn luyện, xứng đáng với truyền thống trung dũng, kiên cường của các thế hệ cha anh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đơn vị giao. Nhân dịp này, lãnh đạo chính quyền xã Lộc Châu đã tặng quà động viên các đồng chí tân binh trẻ đã được tuyển chọn nhập ngũ năm 2021, xứng đáng với truyền thống trung dũng, kiên cường của các thế hệ cha anh. Buổi giao lưu gặp mặt đã diễn ra trang trọng, chú đáo và vui tươi, qua đó tiếp thêm tinh thần và nghị lực cho các bạn thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị và các bạn, theo như truyền thông đưa tin, chiều ngày 24 tháng 2 đã diễn ra cuộc họp giữa lãnh đạo Bộ Y tế với đại diện Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF tại Việt Nam về vaccine phòng COVID-19. Các bên đã tiến hành trao đổi các nội dung liên quan đến việc tiêm chủng vaccine như cấp phép cho vaccine, đối tượng tiêm, truyền thông tiêm chủng và các vấn đề liên quan, đặc biệt là tổ chức chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19. Đây là chiến dịch tiêm chủng lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam với hơn 100 triệu liều. Bộ Y tế đang chuẩn bị khẩn trương các kịch bản, huy động tất cả đơn vị trong và ngoài ngành y tế tham gia vào quá trình tiêm, để đẩy nhanh tiến độ tiêm, đảm bảo độ bao phủ, làm sao sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường, giảm tác động của đại dịch COVID-19 đến đời sống. Theo đó, tất cả cơ sở y tế công lập sẽ tham gia vào quá trình tiêm chủng, đồng thời huy động lực lượng sinh viên các trường y để tổ chức tiêm tại các điểm ngoài trạm y tế và các điểm lưu động. Được biết, Bộ Y tế đã phân công tất cả các đơn vị tập huấn toàn tuyến về tiêm chủng, quy trình tổ chức điểm, buổi tiêm, xử lý các trường hợp phản ứng sau tiêm, theo dõi sau tiêm và đánh giá hiệu quả của vaccine sau tiêm. Về đối tượng được tiêm chủng ưu tiên trước mắt trong quý 1 cho 11 nhóm đối tượng, nhân viên y tế, nhân viên tham gia phòng chống dịch, nhân viên ngoại giao, hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh, lực lượng quân đội, lực lượng công an, giáo viên, người trên 65 tuổi, nhóm cung cấp dịch vụ thiết yếu như hàng không, vận tải, du lịch, cung cấp dịch vụ điện, nước, những người mắc các bệnh mãn tính, người có nhu cầu đi công tác, học tập, lao động ở nước ngoài, người tại vùng dịch theo chỉ định dịch tễ. Cũng liên quan đến đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine, nhiều người dân, tổ chức doanh nghiệp đã và đang ủng hộ kinh phí hỗ trợ nhà nước mua và điều chế vaccine phòng COVID-19. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 21 trên NQCP ngày 26 tháng 2 năm 2021 về việc mua và sử dụng vaccine phòng COVID-19. Nghị quyết nêu rõ địa bàn ưu tiên tiêm và miễn phí cho 9 nhóm đối tượng. Đối tượng ưu tiên tiêm và miễn phí bao gồm lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, người làm việc trong các cơ sở y tế,
người tham gia phòng chống dịch như thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, người làm việc ở các khu cách ly, làm nhiệm vụ truy vết, điều tra dịch tễ, tổ COVID dựa vào cộng đồng, tình nguyện viên, phóng viên, quân đội, công an, nhân viên, cán bộ ngoại giao của Việt Nam được cử đi nước ngoài, hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh. Người cung cấp dịch vụ thiết yếu như hàng không, vận tải, du lịch, cung cấp dịch vụ điện, nước. Giáo viên, người làm việc tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính thường xuyên tiếp xúc với nhiều người. Người mắc các bệnh mãn tính, người trên 65 tuổi, người sinh sống tại các vùng có dịch, người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội, người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, lao động ở nước ngoài. Các đối tượng khác do Bộ Y tế quyết định căn cứ yêu cầu phòng chống dịch. Về địa bàn, trong đó ưu tiên tiêm trước cho 9 nhóm đối tượng ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang có dịch. Trong tỉnh, thành phố ưu tiên tiêm trước cho các đối tượng ở vùng đang có dịch. Căn cứ khả năng cung ứng vaccine, ưu tiên tiêm trước cho các đối tượng tham gia công tác phòng chống dịch bệnh, đối tượng ở vùng có dịch. Chiều ngày 3 tháng 3 năm 2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bảo Lộc và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lộc Châu đã tổ chức ra mắt câu lạc bộ bóng đá nữ thôn Đà Nghịch. Đây là câu lạc bộ bóng đá nữ đầu tiên trên địa bàn thành phố Bảo Lộc được thành lập dưới sự quản lý trực tiếp của các cấp hội phụ nữ địa phương. Câu lạc bộ bóng đá nữ thôn Đà Nghịch được thành lập với 15 vận động viên là chị em hội viên phụ nữ trên địa bàn xã Lộc Châu cùng tham gia sinh hoạt, tập luyện. Sau khi được thành lập, câu lạc bộ bóng đá nữ thôn Đà Nghịch sẽ là nơi để chị em phụ nữ địa phương tham gia sinh hoạt nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại. Qua đó rèn luyện sức khỏe để phát triển kinh tế và xây dựng gia đình hạnh phúc, quê hương giàu đẹp. Đặc biệt, câu lạc bộ còn có vai trò tuyển chọn, bồi dưỡng vận động viên để tham gia các giải thi đấu bóng đá nữ trong và ngoài địa phương tổ chức. Câu lạc bộ bóng đá nữ thôn Đà Nghịch là mô hình điểm mà Hội Liên hiệp Phụ nữ địa phương đang xây dựng nhằm tạo sức lan tỏa phong trào thể dục thể thao tới toàn thể chị em hội viên trên địa bàn thành phố. Từ mô hình này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố sẽ có hướng để nhân rộng tới các địa phương, đơn vị phụ nữ trên địa bàn trong thời gian tới. Thực hiện chương trình nhiệm vụ toàn khóa, vừa qua Hội đồng Nhân dân phường Lộc Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021. Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đồng Nhân dân phường Lộc Sơn đã phát huy được hiệu quả, đáp ứng nhiệm vụ chính trị, giải quyết được nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Tổ chức 14 kỳ họp, các kỳ họp được tổ chức theo đúng các trình tự của luật định. Chất lượng các kỳ họp được nâng lên, đã quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương có trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình thực tế, góp phần vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng phường phát triển toàn diện, đạt được kết quả cao. Qua các kỳ họp, Hội đồng Nhân dân phường đã ban hành nhiều nghị quyết, trong đó có nghị quyết về công tác tổ chức, nghị quyết chất vấn, nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng phường phát triển toàn diện. Hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân phường, các ban và đại biểu Hội đồng Nhân dân phường được duy trì tốt. Công tác giám sát được đổi mới về nội dung, hình thức, chất lượng các cuộc giám sát được nâng lên, kịp thời phát hiện những tồn tại bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Nhiều kiến nghị được xem xét, giải quyết kịp thời. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm thực hiện, góp phần gắn kết mối quan hệ giữa cử tri và đại biểu Hội đồng Nhân dân phường. Chiều ngày 3 tháng 3 năm 2021, Hội đồng Nhân dân xã Đại Lào cũng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức hoạt động của Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021. Nhiệm kỳ 2016-2021, hoạt động của Hội đồng Nhân dân xã Đại Lào cơ bản thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, tiếp tục được đổi mới nâng cao về chất lượng, nhất là hoạt động kỳ họp, hoạt động kiểm tra, giám sát. Công tác phối hợp giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân với Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân xã ngày càng chặt chẽ và hiệu quả. Hoạt động của Hội đồng Nhân dân đã góp phần giải quyết kịp thời các bức xúc xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, từng bước đáp ứng những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri xã nhà. Thành viên Hội đồng Nhân dân xã có nhiều đại biểu cũng đồng thời là cán bộ ở xã và ở thôn nên thuận lợi trong việc nắm bắt, triển khai tổ chức các hoạt động đảm bảo kịp thời, sát, đúng với các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, đảm bảo tính thống nhất cao trong ý chí và hành động của Hội đồng Nhân dân tại các kỳ họp và các hoạt động khác. Tuy nhiên, hoạt động của Hội đồng Nhân dân xã Đại Lào từ đầu nhiệm kỳ đến nay vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục như việc tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp chưa thực sự có hiệu quả sâu rộng, vai trò thực hiện chức năng nhiệm vụ của các ban còn mờ nhạt, thiếu đầu tư, nghiên cứu, đại biểu và tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân xã chưa dành nhiều thời gian cho hoạt động, cho tiếp xúc cử tri, chưa mạnh dạn nghiên cứu và thực hiện chất vấn. Kỹ năng phổ biến và giải thích nghị quyết còn hạn chế, tổ chức thực hiện nghị quyết và hoạt động giám sát chưa thực sự được như mong muốn của cử tri và nhân dân.
Thực hiện công tác tuyên truyền đến với người dân về ý thức phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Trong năm 2020, Công an thành phố Bảo Lộc đã kết hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố tổ chức sản xuất và phát sóng truyền hình 10 chuyên mục toàn dân phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự với 120 tin và 12 bài viết phóng sự có nội dung phản ánh kết quả hoạt động của lực lượng Công an thành phố trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng. Các bản tin truyền hình phát sóng đã góp phần cung cấp đầy đủ thông tin đến người dân về kết quả hoạt động của lực lượng công an, cũng như công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng, các hoạt động của bọn tội phạm để người dân tự ý thức trong công tác phòng chống. Cùng với đó, Công an thành phố còn ban hành các bản tin tuyên truyền về phương thức và hoạt động của tội phạm diễn ra trên địa bàn, tích cực chia sẻ các bài viết của các trang mạng xã hội chính thống phục vụ công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, định hướng dư luận. Cũng trong năm, Công an thành phố Bảo Lộc đã xử phạt 2 trường hợp đăng tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị, những ngày đầu xuân, những cánh hoa mai đua nhau khoe sắc, không khí mừng năm mới tràn ngập khắp mọi nẻo đường trong từng nếp nhà. Với mỗi tân binh thành phố Bảo Lộc, những ngày này thật nhiều cảm xúc, vừa vui Tết, vừa háo hức, mong đợi, được khoác trên mình chiếc áo xanh màu lính, để được phấn đấu rèn luyện trong môi trường quân đội, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ đối với Tổ quốc, góp phần tô thắm thêm những trang sử vàng truyền thống của quê hương. 100 thanh niên được tuyển chọn lần này đều đã sẵn sàng tâm thế lên đường nhập ngũ với tinh thần phấn khởi vui vẻ. Mỗi tân binh có những tâm trạng, cảm xúc khác nhau, nhưng ở họ đều có chung niềm vui và cùng quyết tâm làm tròn nghĩa vụ thiêng liêng đối với quê hương, đất nước. Khi tham gia nghĩa vụ quân sự, các tân binh được tuyển chọn đều xác định đây là cơ hội để mình cùng các bạn tân binh khác được trau dồi thêm kiến thức, phẩm chất đạo đức cũng như nâng cao trình độ chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên hoàn thành tốt nhiệm vụ và tiến bộ trong thời gian ở quân ngũ. Em cảm thấy rất là vinh dự, tự hào vì em đã được tuyển chọn để cống hiến những sức nhỏ nho của bọn em để bảo vệ, làm cho Tổ quốc được tốt đẹp hơn. Em sẽ phải quyết tâm hoàn thành tốt được những công việc cấp trên ban xuống cho mình làm, và mình sẽ phải hoàn thành một cách xuất sắc. Mình phải dùng hết tất cả những cái gì mà mình có để mình phục vụ cho đất nước mình. Em thấy môi trường quân đội kỷ luật này rất là nguyên tắc. Đó là một môi trường sống rất là tốt để cho em và các bạn cùng trang lứa với em đi để hoàn thiện bản thân hơn. Bên cạnh niềm vui của những tân binh tham gia nghĩa vụ quân sự, thì những ngày qua, các gia đình tân binh luôn nhận được sự quan tâm, động viên của các cấp, các ngành ở địa phương nên rất an lòng. Tham gia quân ngũ là niềm vui, niềm tự hào của các gia đình. Vì vậy, cả nhà luôn động viên các tân binh hăng hái lên đường nhập ngũ để xứng đáng với truyền thống gia đình và quê hương. Không khí vui tươi, phấn khởi hiện hữu trên từng nếp nhà có con em chuẩn bị nhập ngũ. Ở nhà thì cũng không lo lắng gì. Bao nhiêu đợt trước đây cũng có anh nó đi rồi. Mà cũng về cũng vậy, cũng là mình ăn bình thường. Vậy tôi cũng mừng bởi đây là trách nhiệm của mỗi con dân mà. Mà đi trúng tuyển là phải đi. Gia đình thì không có ngăn cản gì. Mà bản thân cháu nó cũng xin tự nguyện ở trong quân ngũ là phải cố gắng chấp hành, học tập, đi đến nơi về đến chốn, phải chấp hành tốt những quy định của đơn vị mình, ở trong đó phải là chấp hành chỉ bảo của đơn vị. Nụ cười rạng rỡ của các tân binh đã sẵn sàng bước vào môi trường quân đội với tâm thế tự tin, tự hào nhất. Hậu phương của các tân binh là người mẹ, người cha, những người thương yêu, chan chứa niềm tin và hy vọng sự trưởng thành của con cái trong môi trường quân đội. Để có được những tấm gương xung phong đi bộ đội như các tân binh, thì ngoài làm tốt công tác chuẩn bị, các cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn thành phố Bảo Lộc đã có những việc làm thiết thực như tổ chức gặp mặt, dặn dò và tặng quà cho các công dân nhập ngũ năm 2021. Vận động các đoàn viên nắm tư tưởng và nắm bắt tình hình từng đoàn viên tại các chi đoàn, đồng thời cũng là phân công ban chấp hành là nắm bắt được cái tâm tư nguyện vọng, từ đó là tạo cái tiền đề cho thanh niên có cái hưng phấn khởi để lên đường nhập ngũ. Mừng xuân Tân Sửu 2021, trong suy nghĩ mỗi người, ai cũng hy vọng một năm mới nhiều thắng lợi mới. Với những tân binh thành phố Bảo Lộc, niềm mong đợi là được khoác trên mình chiếc áo xanh người lính để được tiếp nối truyền thống cha anh, mang nhiệt huyết của sức trẻ đến khắp mọi miền để bảo vệ Tổ quốc. Cùng với tuổi trẻ cả nước, chắc tay súng, giữ vững bình yên vùng trời, vùng biển của đất nước. Trong hành trang nhập ngũ của mình,
chắc hẳn các tân binh sẽ mang theo nhiều kỷ niệm đẹp về tấm lòng, tình cảm, sự kỳ vọng của bao người thân, nhân dân là động lực để các tân binh phấn đấu học tập, rèn luyện, để góp phần giữ cho quê hương đẹp mãi những mùa xuân yên bình. Quý vị và các bạn thân mến, bài viết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của thành phố Bảo Lộc hôm nay. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.